Manja xin chào các anh. Mùa thu đã gõ cửa Hà Nội với những đợt gió hanh hao đầu tiên, cũng là mùa lên ngôi của những chiếc áo măng tô dành cho những quý ông thật nam tính, sang trọng mà vẫn trẻ trung, ấm áp để có thể tự tin đi đến bất cứ nơi đâu, gặp gỡ bất kỳ ai. Chọn măng tô cho đàn ông cũng quan trọng như cách các anh chọn phong cách của mình, bởi nó không chỉ thể hiện được sự sang trọng, lịch lãm, đẳng cấp của quý ông mà còn nói lên tính cách con người. Vì vậy, hãy để Manja giúp các anh lựa chọn chiếc măng tô hoàn hảo nhất cho những ngày thu đông sắp tới với bộ sưu tập măng tô mới nhất chào thu 2019. Đầu tiên là mã 01, màu tím than đậm. Màu tím than thuộc tông màu tối, cực kỳ phù hợp cho những quý ông đậm người, mang đến sự ấm áp, nhẹ nhàng và tinh tế. Bộ măng tô với chất liệu vải dạ lông cừu, không nhăn, không xù, không phai màu và cực kỳ nhiều ưu điểm. Các anh hãy nhớ nhé! Một bộ măng tô đẹp phù hợp với dáng người là bộ măng tô vừa vặn, thích hợp trong mọi hoàn cảnh. Với những quý ông có vóc dáng cao to thì nên chọn cho mình những bộ măng tô thích hợp, tránh cảm giác quá chật trội và gò bó. Mẫu măng tô ngay sau đây là mã 02 màu vàng bò. Màu vàng bò là một trong những gam màu đặc trưng cực kỳ bắt mắt, dễ dàng gây ấn tượng mạnh với người đối diện vì sự trẻ trung và hiện đại của nó. Khi khoác trên mình bộ măng tô này chính là khi các anh đã bắt kịp xu hướng thời trang hot nhất nhưng cũng không kém phần trang nhã. Mã 03, màu đen basic. Mẫu măng tô màu đen không bao giờ hết hot, mang đến cho quý ông sự sang trọng và lịch thiệp. Dù đã ở độ tuổi nào thì những quý ông vẫn có thể khiến mọi người xung quanh phải ngước nhìn, trầm trồ bởi sức hấp dẫn từ phong cách đĩnh đạc, lôi cuốn khi khoác trên mình chiếc áo măng tô đen sang trọng. Thêm một sự lựa chọn nữa dành cho các anh, đó là màu 04, màu tím than tươi. Nếu nhắc đến một màu sắc phù hợp với xu thế thời đại, mới lạ, lại mang tính thẩm mỹ cao, thì không thể không nhắc đến gam màu này. Với giá chỉ 1 triệu 200 ngàn đồng trên một áo, các anh lại được tặng kèm áo sơ mi, cà vạt và tất của Manja. Các anh hãy nhanh tay đặt hàng để không bỏ lỡ mẫu mã mình đã ưng ý bằng cách để lại bình luận hoặc nhắn tin vào fanpage theo mẫu, mã áo, chiều cao, cân nặng, số điện thoại, địa chỉ hoặc nhắn tin vào trang fanpage, nhân viên Manja sẽ check và liên hệ ngay lập tức cho các anh. Hoặc các anh cũng có thể gọi điện đến hotline để được tư vấn đặt hàng 24/24 0981 132 358. Các anh có thể hoàn toàn yên tâm vì chế độ hậu mãi đứng số 1 thị trường từ Manja. Nhận hàng nhanh chóng tại nhà sau khi đặt, miễn phí vận chuyển toàn quốc, được xem hàng, thử hàng, kiểm tra thoải mái, ưng ý trước khi thanh toán và được hỗ trợ đổi size phù hợp sau khi đặt hàng. Cam kết hoàn tiền 100% khi sản phẩm sai quảng cáo hoặc lỗi do nhà sản xuất. Sự tự tin khi khoác trên mình chiếc áo sơ mi Manja nhất định sẽ giúp các anh nhanh chóng gặt hái thành công trong công việc và cuộc sống. Cảm ơn các anh rất nhiều!